Thưa quý vị, liên quan đến vụ bán cục đá có tính năng hủy diệt sắt, ngày 12 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đào Văn Lắm, sinh năm 1994, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đào Văn Lắm có liên quan đến đường dây dàn dựng màn kịch cục đá có tính năng hủy diệt kim loại. Nhóm người đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của vợ chồng ở Hà Nội. Cụ thể, Đào Văn Lắm lấy tên giả là Quốc, đóng vai cháu của Võ Trung Trực, giúp sức như lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây, hòn đá quý đặt lên bàn thờ và được Võ Trung Trực trả công với số tiền 90 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N, Trực đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng, Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng, Trần Nghị Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long hiện đang bỏ trốn số tiền 84,5 triệu đồng, Đào Văn Lắm số tiền 90 triệu đồng, số còn lại Trực giữ là 314 triệu đồng. Sau đó Trực đã đưa cho Trịnh Thị Chi số tiền 164 triệu đồng để trả nợ. Liên quan vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 người gồm Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi và Đào Văn Lắm để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái 2 tuổi trong rừng rậm sau một ngày mất tích bí ẩn. Diễn biến sự việc xảy ra vào sáng mùng 10 tháng 1, anh Vừ Bá Dìa, bí thư chi bộ bản Huồi Sái, xã Tri Lễ, đưa vợ và con Vừ Thùy Dung, 2 tuổi về nhà ông bà ngoại ở bản Hồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Quế Phong chơi. Sau đó anh Dìa và vợ sang nhà người thân, còn bé Dung ở nhà chơi với ông bà ngoại. Một lúc sau về nhà không thấy con đâu, cả gia đình anh Dìa hoảng hốt khắp nơi đi tìm kiếm. Do khu vực gia đình anh sinh sống là rừng núi nên việc tìm kiếm khó khăn. Nghe tin bé Dung bị mất tích, người dân trong bản đã trình báo công an viên bản Hồi Cọ, xã Tri Lễ, sau đó chia nhau đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, gia đình và dân bản nghi ngờ cháu bị mất tích nên đã báo lên công an xã và công an huyện để nhờ hỗ trợ. Đến 15 giờ ngày 11 tháng 1, lực lượng công an và dân bản đã tìm thấy bé Dung khi đang bò trong rừng rậm cách nhà hơn 600 mét. Thời điểm tìm thấy, bé Dung đã tím tái cả người do trời lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi vì hơn một ngày đêm không ăn uống. Cháu bé sau đó được sưởi ấm, ăn uống và đưa đến trạm y tế xã để được chăm sóc sức khỏe ổn định trở lại. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR bất ngờ báo lãi gần 100 tỷ đồng trong năm 2023 sau 3 năm liên tiếp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nặng nề bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông lớn đường sắt chính thức thoát lỗ. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 với mức doanh thu hợp nhất 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ lỗ gần 120 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch. Riêng công ty mẹ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đạt doanh thu 6.247 tỷ đồng, bằng 113% cùng kỳ và đạt 96% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 173 tỷ đồng. Trong năm qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã vận chuyển hơn 6,1 triệu lượt khách, tăng 35%, và hơn 4,6 triệu tấn hàng hóa, giảm 19%. Doanh thu trực tiếp từ vận tải đường sắt đạt trên 3.973 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước. Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trải qua 3 năm giảm doanh thu và lợi nhuận âm liên tiếp. Trong đó, năm 2020 lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 654 tỷ đồng và 111 tỷ đồng trong năm 2022. Công ty tàu cao tốc Phú Quốc, đơn vị khai thác tuyến Cần Thơ Côn Đảo cũng là chủ đầu tư tuyến đường thủy bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo cho biết, dự kiến chuyến tàu cao tốc Sài Gòn Côn Đảo đầu tiên sẽ đi vào hoạt động từ ngày 23 tháng 2 năm 2024, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Cụ thể, tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo có bến xuất phát tại khu vực cảng Hiệp Phước Nhà Bè đến cảng Bến Đầm Côn Đảo, sức chở hơn 1.000 khách một chuyến, thời gian hành trình khoảng 5 giờ với cự ly 230 km. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến tàu này nằm trong quy hoạch phát triển đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Khi tuyến tàu vận hành, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn phục vụ giao thông, du lịch, gìn giữ văn hóa lịch sử. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Việc sớm đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo góp phần phát triển giao thông vận tải và du lịch đường thủy giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đơn vị vận hành cao tốc Sài Gòn - Côn Đảo, Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc cho biết sẽ tổ chức các tour du lịch kết hợp với đường thủy để phục vụ nhu cầu cao của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Theo đó, đề xuất nhiều quy định mới với đối tượng áp dụng thuế suất 0%, đối tượng áp dụng thuế suất 5%. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0%. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định cụ thể 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế suất 0% để luật hóa các quy định đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới luật, nghị định, thông tư gồm thuốc lá, rượu bia, nhập khẩu, sau đó xuất khẩu. Xăng dầu mua tại nội địa bán cho xe ô tô của các cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan. Xe ô tô bán cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Hàng hóa dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan. Bổ sung quy định không được áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số theo quy định của chính phủ để đảm bảo tính linh hoạt cho việc xác định sản phẩm dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam hay ở nước ngoài tại thời điểm cung cấp. Việc xác định địa điểm tiêu dùng sản phẩm dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số là rất phức tạp, hiện nay đều chỉ căn cứ theo kê khai của người nộp thuế. Năm 2023, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước cao gấp 3 lần ô tô nhập khẩu. Tuy nhiên, sản lượng ô tô nhập khẩu chỉ bằng 1/3 so với sản lượng ô tô lắp ráp sản xuất trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 12 năm 2023, Việt Nam chỉ nhập khẩu 6.500 ô tô nguyên chiếc với giá trị 165 triệu USD, giảm 14,5% so với tháng trước. Tính cả năm 2023, những doanh nghiệp nhập cảng 117.800 ô tô nguyên chiếc với giá trị trên 2,8 tỷ USD. So với năm ngoái, sản lượng ô tô nhập khẩu giảm đi 32% và giá trị ô tô nhập khẩu cũng giảm 27%. Bên cạnh đó, tổng sản lượng ô tô lắp ráp trong nước ước tính đạt được 347.400 chiếc, giảm 12% so với năm ngoái. Nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ô tô lắp ráp sản xuất trong nước của quý 4 năm 2023 tăng nhẹ 6%. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm thúc đẩy nhu cầu người dùng. Trong tình hình kinh tế khủng hoảng, khoản ưu đãi trước bạ sẽ giúp cho xe nội được chú ý hơn so với xe nhập khẩu, vốn có mức giá khá cao. Chính vì lý do này, lượng xe nhập khẩu cũng đã giảm sút so với năm ngoái.